Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2022, 77 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên long trọng tổ chức khánh thành hồ bơi Long Xuyên và phát động phong trào học bơi an toàn, phổ cập bơi năm 2022. Được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư theo quyết định số 2665 ngày 26 tháng 9 năm 2016, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đầu tư xây dựng công trình hồ bơi 50m thành phố Long Xuyên tại phường Bình Khánh có tổng diện tích 5.838 m², gồm các hạng mục hồ bơi lớn 1.250 m², hồ bơi trẻ em 112 m², nhà quản lý và các công trình phụ trợ khác, với tổng mức đầu tư trên 22 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Long Xuyên đóng góp 5,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 17,1 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, có thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo phục vụ các hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thi đấu thể thao thành tích cao trong tỉnh cũng như khu vực. Là công trình có quy mô xây dựng lớn nhất tỉnh, công trình hồ bơi thành phố Long Xuyên hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương có môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Long Xuyên ngày càng phát triển. Đồng thời công trình góp phần khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, giúp phòng giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình phổ cập bơi, dạy bơi an toàn trong chương trình thể dục chính khóa và ngoại khóa cho các em học sinh, giảm tỷ lệ trẻ em đuối nước trên địa bàn, đảm bảo phong trào học bơi an toàn, phổ cập bơi trên địa bàn thành phố Long Xuyên như đã phát động.